Hello. Ok, thì sau khi tham quan Faculty of Business and Economics Đại học Melbourne rồi thì bây giờ mình sẽ đi bộ vào cái campus chính mà nơi mà có cái tháp đồng hồ ha. Đây, bây giờ mình đang đi bộ dọc cái tòa nhà Melbourne Business School này. Ok, thì đây là xung quanh, đây là khu học xá của Đại học Melbourne. Đấy không? Đó. Và cả một cái dãy này nó là Melbourne Business School này. Rất là lớn. Chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa thôi là mình sẽ tới. Đây, cả một cái dãy này đó là Melbourne Business School. Melbourne Law School. Cả khu này là học Melbourne hết. Chiếc lưỡi cổng vào gây ten của Đại học Melbourne để mình muốn mọi người chiêm ngưỡng cái sự cái vẻ đẹp. Xa một xíu nữa để cho mọi người coi cho nó rõ. Mọi người thấy đẹp không? Ok, bây giờ mình sẽ đi vô trong nha. Đây là campus của Melbourne Uni đây mọi người. Mọi thấy không? Đó.
trước là mình đã tham quan đây với một người bạn rất là kỹ rồi ha. Mà hôm nay mình muốn quay video ở đây cho mọi người thấy rất lớn thế nào. Này chắc phải 15-20 phút. Đó. Ok. Không phải, không phải ha. Electronic engineering building. Cái dụng từ là kinh khủng quá. Melbourne School of Government. Đúng là một ngày không thể nào tham quan hết được đại học Melbourne cũng như những cái đại học lớn khác, không thể nào tham quan hết được, rất là lớn. Ok, mình sẽ quay cái clip, mình sẽ chia thành nhiều clip để mình chia nhỏ nó ra và chứ không nhiều quá mình upload lên Facebook, bên YouTube nó không có được nhanh. Melbourne School of Governance.